Nếu trong hệ thống này bạn học một thứ là chưa đủ, không bao giờ làm được. Vì bạn tham gia bạn đẩy cái xe, đẩy cái xe tâm lý của khách hàng. Thế mà đẩy nó không nhịp nhàng, tức là bốn thằng này cùng đẩy nhá, nó gọi là chạy tiếp sức đấy. Thằng này đưa khách hàng chuyển đổi từ đây đến đây, thì ông này phải đẩy tiếp đến đây, ông này đẩy tiếp đến đây. Và nếu không được học hết cả bốn cái này là chú chuyển sang tiêu cực. Vì sau cái ông này nó mới sinh ra tiền mà. Còn ông đẩy cái xe đến giữa dòng sông xong ông để đấy chết tôi à. Vâng ừ, thưa các anh chị, vậy thì trong cái kinh doanh này là tôi cần đi theo cái hướng nào trong kinh doanh thì chúng ta phải hình dung ra một chút đã, thưa các đại ca. Thứ nhất là cái khối kiến thức chung thì ông nào cũng phải học phân tích sản phẩm, phân tích khách hàng mục tiêu và phân tích thị trường mục tiêu. Thì cái này nó là lý thuyết. Và các ông có cái bảng biểu khi được đi học, người ta sẽ cho một cái bảng biểu và điền các thông số vào thì ngay lập tức các anh chị phân tích được và tìm phân tích xong sản phẩm thì tìm ra khách hàng mục tiêu phân tích một khách hàng mục tiêu là tìm ngay ra thị trường mục tiêu và có nghĩa là sản phẩm này bán cho ai ở đâu trả lời ba câu hỏi này và tất cả các ông đều được học cái này nhưng sau đó vấn đề sau đó em phải vào cái chuyên môn nghề riêng nào bởi vì trong kinh doanh là có bốn phòng mà truyền thông marketing sale và chăm sóc khách hàng vậy thì tôi phải lựa chọn chuyên môn nghề để tiếp cận hệ thống kinh doanh như thế nào tôi bắt đầu bằng cái nghề gì thì đến đây thưa các đại ca nó chia làm bốn cái nghề một là nghề truyền thông hai là nghề marketing ba là nghề bán hàng bốn là nghề chăm sóc khách hàng và thường ở đây bắt đầu người ta gọi cái này gọi là gì ạ em học ngành gì em học ngành truyền thông à, đúng không? em học ngành gì em học ngành marketing em học ngành gì em học ngành bán hàng em học ngành gì ngành chăm sóc khách hàng không có góp lại cái này nó gọi chung là gì nghề bán hàng và chăm sóc khách hàng đấy thì đến đây các bạn thấy là ngoài đời họ hay gọi ba cái nghề này đúng không và bắt đầu có hẳn trường đại học marketing trường đại học chuyên ngành truyền thông chuyên ngành marketing chuyên ngành gì ạ nhưng các bạn hiểu là nếu trong hệ thống này bạn học một thứ là chưa đủ không bao giờ làm được vì bạn tham gia bạn đẩy cái xe đẩy cái xe tâm lý của khách hàng Thế mà đẩy nó không nhịp nhàng Tức là bốn thằng này cùng đẩy nhá Nó gọi là chạy tiếp sức đấy Thằng này đưa khách hàng chuyển đổi từ đây đến đây Thì ông này phải đẩy tiếp đến đây Ông này đẩy tiếp đến đây Và nếu không được học hết cả bốn cái này Là chú chuyển sang tiêu cực Vì sau cái ông này nó mới sinh ra tiền mà Còn ông đẩy cái xe đến giữa dòng sông Xong ông để đấy chết tôi à không đẩy xe lên dốc mà đến giữa dốc ông bỏ xe ra xong rồi kệ nó nó trôi đầu trôi chết tôi à và đích đến của tôi là gì? Phòng sale này phải chốt được đơn hàng và ra sàng Cho nên ông phải biết hết cái này ông nhịp nhàng Nhưng khi biết hết thì ông chỉ được làm một thứ trong đấy thôi Mà thứ mà ông thích nhất Biết và làm là hai chuyện Biết thì phải biết hết Nhưng làm thì làm cái gì mà thuộc về Cái sở trường của mình Còn trách nhiệm biết để phối hợp với các phòng ban khác à, Để các anh chị hiểu như vậy Thì như vậy chúng ta cần tiếp cận với cái nghề nào Thì đến đây bạn phải hiểu là cái công việc của nghề Nó như thế nào Thì nó mới ra được tố chất của người làm nghề Vậy thì bạn phải hiểu là cái nghề ngập nhập môn kinh doanh thì bạn có thể đi theo truyền thông marketing sale hoặc chăm sóc khách hàng. Nhưng công việc của bạn phải làm là gì thì tôi sẽ đọc luôn nhé. Một là xây kênh truyền thông. Vậy bạn phải có mối quan hệ với báo chí. Bạn phải biết làm các fanpage, bạn phải biết làm website. Không, bạn phải biết tổ chức sự kiện. Có phải truyền thông là tổ chức sự kiện không? Đấy, ví dụ như là bây giờ mà tổ chức một cái sinh nhật cũng là truyền thông con gì nữa. Chúng ta tán gái Xong chúng ta tổ chức sinh nhật cho bạn Mà biết tổ chức sự kiện nó trang trọng Có khi sau sự kiện em nó đã đổ rồi Chưa cần đến marketing với sale gì cả Đấy, Thì cái này nó gọi là xây kênh truyền thông Nhưng mà phải xây dựng được nội dung truyền thông Tức là ví dụ tôi đưa một cái video nói về cái gì đó Thì tôi phải có nội dung chứ Tôi quảng bá về công ty tôi thì tôi phải xây dựng nội dung chứ Kịch bản đấy, mà muốn chiếu một bộ phim thì phải có đạo diễn phải phải có kịch bản phim chứ thì cái ông nội dung này là chuyên ăn xong mới cứ ngẩn ngơ giờ nói về cái gì ta giống như cái ông mà tán gái cũng vậy có phải cái ông đêm về cái ông cứ nằm mai gặp người ta nói cái gì ta thì ông phải nghĩ ra nội dung nói đấy thì có một ông chuyên nghĩ ra nội dung để nói gì xong bắt đầu là công cụ triển khai thì bắt đầu là làm video À, để cài cái lời nói này vào viết thư để cài cái nội dung này vào có đúng không nhỉ? đấy và cuối cùng là gì quảng bá nội dung, xong đưa cái thư ấy cho em, đưa cái video ấy cho em, à, ví dụ như thế thì như vậy là xây kênh tức là xây con đường để truyền thông, hai là làm nội dung tức là làm hàng hóa là làm nội dung ấy để mang cái nội dung gì đến với em, thứ ba là triển khai công cụ đưa nội dung ấy vào video hay vào thư để gửi đi cho em. Vào video thì người ta gọi là kênh YouTube hay là gì ạ? Video quảng cáo, quảng bá. Vào thư hay chúng ta gọi là gì ạ? Bài viết báo chí, content, vân vân. Đấy, và sau đó một ông là gì ạ? bơm tiền để chạy, tức là lái xe để giao hàng thì ông này tham gia vào quảng bá nội dung. Đấy, thì như vậy bạn à, sẽ có những cái gì ạ? Vì vậy bạn phải có khả năng một là làm nội dung mà muốn làm nội dung tác động lên tâm lý của họ thì bạn phải là người rất hiểu tâm lý con người. Thế kẻ nào mà làm kinh doanh mà là kẻ vô tâm không làm được kinh doanh. Phải hiểu tâm lý con người và nói cái gì để cho họ thích. Nói cái gì để cho họ sướng. Nói cái gì mà họ mất tiền họ vẫn sướng. Thì đấy mới là kẻ cao thủ. Không? Thì đấy là gì ạ? Vậy thì muốn làm được nội dung bạn phải là hiểu tâm lý con người muốn gì ạ à? thay đổi nội dung liên tục bạn phải là người đam mê sáng tạo muốn có cái nội dung tác động lên được con người thì bạn phải có khả năng lắng nghe mà nghe không thì chưa đủ vì có thằng nói với có thằng nghe mà xấu nhất nó không nói cho mình nghe thì mình phải có khả năng quan sát phán đoán nếu mà bạn đạt được bốn cái này thì bạn làm truyền thông bạn là vua. Đúng không? Thì đây là bốn cái tố chất của người làm nghề. Vậy thì bạn hãy quan tâm đến xem là bạn có những tố chất nào và thưa với bạn chỉ cần 3 trên 4 tố chất thôi bạn đã là vua và tất cả những cái thứ này đều rèn luyện được. Người ta cứ bảo tố chất kinh doanh chứ, bản chất cái này là rèn luyện được, không có cái gì cả. Chẳng qua trước nay mình không để ý thôi. Và từ bây giờ bạn để ý là bạn thử mà xem có khi đến nói mấy câu là các em gái nó yêu quý luôn đấy rồi tiếp tục nếu mà tôi lựa chọn phòng marketing tôi làm thì tôi phải xây kênh bán hàng cũng làm website cũng fanpage đúng không ạ rồi chính sách bán hàng à vậy bắt đầu dùng tiền để kích thích khi nào giảm giá khi nào tăng giá khi nào khuyến mãi đấy. rồi công cụ triển khai thì bắt đầu phải làm biết làm video clip biết viết báo đúng không rồi cuối cùng là chạy quảng cáo khi chạy quảng cáo, chạy các chiến dịch Phải bơm tiền vào và để ý xem người ta để lại thông tin. Đấy. Thì như vậy là cái này thì cũng cần một cái là thấu hiểu tâm lý con người. Tức là đã làm kinh doanh nhá thì bắt buộc phải là thấu hiểu tâm lý con người. Nhưng cái này bố phải đam mê công nghệ. Bởi vì bây giờ phần lớn là bán hàng online. Cho nên ông này là mẫu người trầm tính, kỹ thuật, cẩn thận. Ông này là người gì ạ? Năng động, sáng tạo và hơi có thiên hướng gì ạ? Hướng ngoại và bay bổng một chút. Còn riêng cái ông marketing này thì lại là người kỹ thuật Tức là ông làm cái gì ạ? Chắc chắn, tỉ mỉ, cẩn thận Vì chạy quảng cáo là ông phải lọ mọ đêm hôm rồi Ông để ý này Chạy quảng cáo là khi người ta hỏi về Người ta hỏi mình là cái này có thế nào, cái này thế nào Thì mình phải trả lời được rồi Chứ này chạy quảng cáo xong vứt đấy người ta hỏi cái gì Anh ơi em muốn mua hàng Nhớ gọi lại cho em số điện thoại này nhé Bố vứt số điện thoại của người ta 3 tháng Thì ai còn gọi là ông làm cái nghề marketing này được nữa cho nên ông này làm nghề marketing là phải thấu hiểu tâm lý con người đam mê công nghệ cẩn thận kiên trì chăm chỉ cho nên chú nào mà thuộc mẫu người tỉ mỉ ưa thích công nghệ và hay ngồi chơi với đồ vật ví dụ ngồi trên máy tính mà không chán là chú này làm cái này là cực kỳ ngon đấy chú nào mà hay viết nách hay sáng tạo hay kể chuyện nghĩ ra các câu chuyện chế thì chú làm cái này là cực kỳ ngon truyền thông tiếp cái phòng sale này thì là chuyên phân tích sản phẩm, phân tích tâm lý khách hàng, tư vấn kết nối giao dịch và xử lý xung đột khách hàng. Thì chú này đòi hỏi là người gì ạ? Thấu hiểu tâm lý con người, đã làm sale cũng phải thấu hiểu. Như vậy bất cứ vị trí kinh doanh nào đều phải thấu hiểu nhé. Tiếp theo là giao tiếp tốt. À, đấy, chim gặp bác chào màu, chào bác. Chú này là nhanh mồm, nhanh miệng. Năng động nhưng khéo néo. Không? Đấy, chạy đi chạy lại hớt hải vất vả đấy. Nhưng mà gì ạ? Nhẹ nhàng, khôn khéo. Miễn là anh mua hàng của em và cuối cùng lại phải mạnh mẽ và khát vọng vì làm cái nghề kinh doanh này có lúc thắng có lúc thua vì họ trả tiền cho bạn theo doanh thu có tháng bạn bán được rất nhiều hàng hóa và thu nhập của bạn có thể lên đến vài chục triệu nhưng có tháng khó khăn như covid này chẳng hạn không bán được thì thu nhập của bạn rất là thấp có nghĩa là thu nhập của người này nó rất là bấp bênh vì vậy người này phải là người mạnh mẽ khát vọng thì hãy nên làm nghề này còn nếu như kẻ nào mà thích cuộc sống ổn định thì không nên làm nghề sale. Tiếp. Đối với chăm sóc khách hàng thì rất là ổn định. Ông cứ ngồi gì ạ? Ông cũng phân tích sản phẩm, phân tích uh, tâm lý người dùng rồi tư vấn cho người ta, tư vấn và thực thi giải pháp. Uh, rồi xử lý các xung đột khách hàng. Và ông này phải đòi hỏi cũng thấu hiểu tâm lý khách hàng cũng giao tiếp tốt, năng động khéo néo, nhưng chú này phải nhẹ nhàng, nhẫn nhịn cái khả năng nhẫn nhịn tốt ví dụ khách hàng có mua mà không ai họ hỏng họ có chửi không anh chị việc đầu tiên họ nhấc điện thoại là họ chửi đã vì vậy ông này phải có khả năng nghe chửi rất là tốt thì mới làm được chăm sóc khách hàng chứ làm chăm sóc khách hàng mà mà lại còn 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 ừ, chửi khách hàng nữa thì còn chăm sóc mẹ gì nữa đúng không ạ thì ông này là phải nhẫn nhị đấy vậy thì từ đây chúng ta mới thấy để bạn đi tiếp cận vào nghề kinh doanh bạn có mấy con đường để tiếp cận một là làm ở phòng truyền thông thì cần tố chất kia hai làm phòng marketing cần tố chất kia làm ở phòng sale cần tố chất kia làm ở phòng chăm sóc khách hàng cần tố chất kia và bạn hỏi bạn sẽ hỏi tôi ok tôi có thừa tố chất này và tôi nghĩ là tôi đam mê cái này Tôi nghĩ là tôi đam mê cái này. Nhưng tôi học kinh doanh cơ mà. Nếu tôi chỉ làm cái này thì cuộc đời tôi đi về đâu? Thì câu hỏi tiếp theo sẽ được trả lời, cuộc đời bạn đi về đâu nếu bạn đi theo từng ngành nghề này thì mời bạn sang video clip tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website trường Doanh nhân CEO Việt Nam.edu.vn Hotline: 1800 577722 nhánh 1 2